Xin chào mọi người. Lâu lâu rồi mình không lên video giới thiệu với các bạn về các cái video về máy bơm mini. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn hai con siêu phẩm các bạn nhé. Đối với lại những cái dòng máy mini thì hai con này là một trong những cái con dòng siêu phẩm Mitsubishi TL33. Mitsubishi TL33. Động cơ của Mitsubishi dòng TL này thì các bạn khỏi phải nói rồi. Nó là vô đối. Hai con này là hai con bơm nước mini. Nó sử dụng động cơ Mitsubishi TL33, còn cái củ bơm là của Cosin. Củ bơm Cosin các bạn nhé. Cosin. Cosin là cái thương hiệu nổi tiếng chuyên về các cái loại máy bơm. Bơm nước rồi bằng điện rồi bơm nước bằng xăng rồi các cái loại ấy thì là nó là thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Cả hai con này đều sử dụng chế hỏa khí One Pro. Chế hỏa khí One Pro nhé. Con số 1 thì màu đỏ, con số 2 thì màu vàng. Nó chỉ khác nhau ở cái áo thôi. Con màu đỏ này nhìn trông có vẻ mới hơn một chút. Có thể là nó do được để ở trong, cất giữ ở trong kho trong nhà. Còn cái con này có thể là có một thời gian nó vứt ở ngoài trời, cho nên là nó hơi bạc màu một chút. Tuy nhiên rằng là máy móc của nó thì rất là ngon luôn. Cửa hàng đã kiểm tra qua và cũng đã dọn nổ ngon lành rồi. Khá ok cho các bạn lựa chọn mua. Đối với lại giá của hai con này thì nó sẽ chênh nhau một chút. Mình sẽ bán giá con màu vàng nó sẽ thấp hơn con màu đỏ một chút các bạn nhé. Để cho ví dụ như là đấy thì nó là hình thức thôi. Hình thức cái trông của nó này nó hơi cũ hơn một chút. Nhưng mà cái đó không quan trọng các bạn nhé. Trông nó cũ này thôi nhưng mà nó còn dùng chán các bạn ạ. Chán chê mê mỏi luôn. Không hỏng. Đối với lại cái phần củ bơm thì bọn này đều là bọn hút chân không cả các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần mồi nước vào trong cái phần củ bơm này thôi là chúng ta có thể hút được lên. Chúng ta không cần nhất thiết phải mồi cả hết cái ống nước chỗ. Về thông số của nó thì được ghi rõ trên máy bơm này các bạn nhé. Cosin. Mã là SEM25X. 25 thì cái thông số 25 của nó thì nó có nghĩa là đường kính ống nước của nó là sử dụng đường kính ống nước, ống hút và ống xả là 25 ly. 1 inch nhá, 1 inch này, 25 ly. 1 inch. Và lưu lượng nước của nó là 125 lít trên 1 phút. 125 lít trên 1 phút, rất là nhanh, rất mạnh. Đấy. Tổng cao trình của nó là 40 mét. Tổng cao trình cả hút và đẩy nó 40 mét các bạn nhé. Tương đương với 131 feet. Đấy, made in Japan này các bạn này. Cosin made in Japan. Đấy, nó có ghi rõ ở đây là không chạy khô. Không được chạy khô nó sẽ hỏng phớt các bạn nhé. Cái phớt nước ấy. Chúng ta chạy khô nó nóng nên nó phớt nước nó sẽ bị nóng nó chảy ra nó hỏng. Nó rách cái phớt. Cho nên kể cả khi chúng ta thử máy nhẹ mình ga lên một tí thì nó không sao. Nhưng khi chúng ta muốn thử máy chúng ta đổ nước vào trong cái bầu này. Đổ nước trong bầu xong chúng ta ga nhưng mà để ga nhẹ thôi. Đấy. Con này cũng thế các bạn nhá. Đây thông số nó đây. Thông số nó có ghi đây các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Con màu đỏ thì nhìn trông hơi mới hơn một chút. Con màu vàng này thì là trông thì nó hơi bạc một chút nhưng mà nó chất lượng của nó thì lại rất là ổn, nó ok. Tuyệt vời. Sau đây thì mình sẽ test nổ tiếng máy để cho các bạn tham khảo nhé. Cái loại này thì mình sẽ không ga gắt như là máy cưa hay máy cắt cỏ đâu. Bởi vì là chạy khô mà ga mạnh nên là nó sẽ hỏng phớt nước như vừa mình đã nói nhé. Nên mình sẽ ga chỉ ở dạng để chế độ reality thôi.
Galaxy và chế One Pro thì là nó cực kỳ nhảy nổ rồi. À, cả hai con này mình đều cho anh em nó test nước ngon lành rồi các bạn nhá. Test nước ok. Đấy, test nước bơm nước bình thường, rất là ngon. Khách hàng nào mà có nhu cầu mua hàng ấy thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo là 0983 804 084 để mua hàng nhá. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi phần mô tả video nhá các bạn nhá. Đấy, giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi số Zalo. Đây là cái tem của con bò đỏ này các bạn này. Lốc trên lốc máy dập chữ Made in Japan này các bạn này. Đó. Đây là tem của con bò vàng. Trên lốc máy đều dập chữ Made in Japan hết các bạn nhá. Đấy, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.